Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành thông tư quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh. Thông tư quy định các trường hợp, điều kiện, phạm vi chuyên môn, mức thanh toán để cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp cho người bệnh theo quy định khi người bệnh tự mua thuốc, thiết bị y tế bên ngoài theo kê đơn, chỉ định sử dụng của cơ sở y tế. Chẳng hạn đối với thuốc, căn cứ để tính mức thanh toán là số lượng và đơn giá được ghi trên hóa đơn do người bệnh mua tại cơ sở kinh doanh dược. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm tới.